chăm sóc sức khỏe luôn thúc đẩy đổi mới. Với kỹ thuật y tế mới, hệ thống chăm sóc sức khỏe thông minh và trang thiết bị tối tân, liệu thế đã đủ chưa? Chúng tôi đang tiến thêm một bước nữa. Để thực hiện dịch vụ chăm sóc lấy bệnh nhân làm trung tâm, chúng tôi đang đổi mới với tốc độ và quy mô chưa từng có. Chúng tôi khởi xướng siêu đổi mới trong chăm sóc y tế, ưu tiên an toàn và hạnh phúc của bệnh nhân. Lịch sử của hệ thống chăm sóc sức khỏe Đại học Trung An chính là lịch sử đổi mới y tế ở Hàn Quốc. Từ khi đi vào hoạt động vào năm 1968, chúng tôi đã trở thành mô hình đổi mới đích thực. Chúng tôi đi tiên phong và mở ra thời kỳ chăm sóc lấy bệnh nhân làm trung tâm, đồng thời đẩy mạnh việc phát triển bệnh viện và mang lại hạnh phúc cho bệnh nhân. Dự đoán trước nhu cầu thay đổi của bệnh nhân, Trung An đang mở đường cho những đổi mới chưa từng có cho mỗi kỷ nguyên mới. Lấy hạnh phúc của bệnh nhân làm trọng tâm, chúng tôi đi đầu kỷ nguyên chăm sóc sức khỏe siêu chính xác, siêu thông minh. Bệnh viện Đại học Trung An là mô hình hàng đầu về chăm sóc y tế lấy bệnh nhân làm trung tâm. Còn Bệnh viện Quang Myung Đại học Trung An thiết lập tiêu chuẩn mới cho bệnh viện thông minh. Chúng tôi kết nối các chuyên gia từ các bệnh viện để cùng hợp lực, đồng thời tạo ra mô hình mới về chăm sóc sức khỏe. Tại Trung An, cốt lõi của siêu đổi mới chính là siêu kết nối. Lấy tương lai của chăm sóc sức khỏe làm trung tâm và tăng cường hợp tác giữa các bệnh viện và chuyên ngành, chúng tôi đang hiện thực hóa các phương pháp thực hành y tế hàng đầu và cung cấp dịch vụ y tế nhanh chóng và thân thiện. Trung tâm ung bướu sẽ cung cấp các dịch vụ theo dõi nhanh, một cửa và chăm sóc toàn diện cho bệnh nhân ung thư. Còn trung tâm mạch máu não được trang bị hệ thống chăm sóc y tế khẩn cấp 24 giờ, cho phép chúng tôi giải quyết những nhu cầu y tế khẩn cấp và nghiêm trọng nhất. Trung An thuộc top 10 bệnh viện toàn cầu ở Hàn Quốc và đã chuyển đổi thành công sang hệ thống chăm sóc sức khỏe thế hệ mới. Với trung tâm ung bướu và trung tâm tim mạch, mạch máu não được trang bị các cơ sở y tế hiện đại là trung tâm của các dịch vụ, Bệnh viện Quang Myung Đại học Trung An điều hành một cụm cơ sở chăm sóc y tế chuyên về các bệnh nghiêm trọng. Chúng tôi đại diện cho các bệnh viện của tương lai có trí tuệ nhân tạo, hệ thống y tế chuẩn xác dựa trên dữ liệu lớn và hệ thống vũ trụ ảo 3D. Với đội ngũ nhân viên đẳng cấp thế giới, thiết bị công nghệ cao và hệ thống xét nghiệm tốt nhất hiện đang sẵn có, hệ thống chăm sóc sức khỏe Đại học Trung An luôn theo đuổi dịch vụ chăm sóc y tế lấy bệnh nhân làm trung tâm. Năng lực không ngừng nâng cao của chúng tôi được củng cố hơn nữa nhờ tầm nhìn dẫn đầu ngành chăm sóc sức khỏe trong tương lai của Hàn Quốc. Việc thử nghiệm lâm sàng bằng thiết bị y tế quốc tế đã được công nhận. Tổ chức được chính phủ công nhận, có cả một trung tâm thử nghiệm lâm sàng thông minh để thử nghiệm lâm sàng dược phẩm. Một nền tảng sẽ tiếp năng lượng cho ngành chăm sóc sức khỏe thế hệ mới. Chúng tôi liên tục đổi mới bằng cách tạo ra giá trị cho tương lai và tiến vào thị trường toàn cầu. Vì tương lai không chỉ của mỗi chúng ta. Chúng tôi tiên đoán và đáp ứng môi trường y tế thay đổi nhanh chóng và dẫn đầu quá trình phát triển bền vững của ngành chăm sóc sức khỏe Hàn Quốc. Đội ngũ giáo sư tài năng sẽ đào tạo ra những nhân viên y tế luôn ưu tiên cho bệnh nhân. Chúng tôi cung cấp dịch vụ y tế đẳng cấp quốc tế cho bệnh nhân nước ngoài nhờ giao tiếp liền mạch.
và mang lại hy vọng đến những nơi có con người và sự sống. Một thương hiệu y tế và chăm sóc sức khỏe toàn cầu đang phát triển cùng thế giới. Dịch vụ chăm sóc sức khỏe thế hệ mới, siêu thông minh, siêu chính xác và siêu kết nối. Hơn cả đổi mới, chúng tôi thiết lập tiêu chuẩn mới cho chăm sóc sức khỏe trong tương lai. Chúng tôi đang đứng ở trung tâm chăm sóc sức khỏe y tế trong tương lai của Hàn Quốc. Hệ thống chăm sóc sức khỏe Đại học Trung An.